Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 86, Tự làm tự chịu. Thôi nhị tiểu thư muốn trốn nhưng lại phát hiện cả hai đầu đều bị chặn, xấu hổ không nói sao cho hết. Chỉ biết run giọng cố gắng giải thích, ta đi. Ngắm hoa, mới gặp được. Đại lang, Vừa rồi mấy lời nũng nịu của thôi nhị tiểu thư đã lọt vào tay lâm nhị thái thái và lão thái thái chi trường trần gia, giờ giải thích thế nào cũng vô dụng. Lão thái thái nhánh cả trần gia không nói gì, chỉ để trần từ tiểu thư đỡ lấy rồi chậm rãi rời khỏi khúc thủy lưu hương. Thôi nhị tiểu thư dùng khăn che kín mặt, cũng nức nở chạy ảo ra ngoài. Hiện trường chỉ còn tại ngũ tiểu thư ninh bình hầu và lâm nhị thái thái nhìn nhau lâm nhị thái thái nhìn theo thôi nhị tiểu thư vừa chạy đi ánh mắt sáng quắc giọng điệu vô cùng bình thản ngũ tiểu thư ninh bình hầu đi cùng thôi nhị tiểu thư sao hễ ừ một tiếng thì chuyện thôi nhị tiểu thư gặp riêng lâm đại cang tiền biến thành hai người họ đi dạo vô tình gặp được lâm đại cang rồi ngũ tiểu thư ninh bình hầu vội vàng phủ nhận không phải không phải chúng ta nghe thấy bên này có tiếng nói mới đi tới nói rồi nàng ta khuỵu chân chào lâm nhị thái thái nếu nhị thái thái không còn chuyện gì khác vậy ta đi đây quả thật là dáng vẻ chỉ muốn hóng kịch thôi ngũ tiểu thư ninh bình hầu dẫn nha hoàn đi khỏi lâm nhị thái thái đảo mắt về phía lâm chính thanh thanh ca chuyện này rốt cuộc là thế nào chẳng phải cậu thích trần lục tiểu thư muốn cưới trần lục tiêu thư ư sao lại dính dáng với thôi nhị tiểu thư còn để lão thái thái nhánh cả trần gia nhìn thấy việc cưới hỏi làm sao bây giờ chẳng phải nhị thẩm luôn muốn thấy cảnh hắn bị xấu mặt ư. Được rồi, không cần và giả là nữa, hắn đều biết cả, không tới nửa khắc sau chuyện này sẽ tới tại tổ mẫu, sau đó là toàn bộ lâm gia chấn động. Tu thân, tề gia, trị quốc rồi mới tới bình thiên hạ, ngay cả tu thân hắn cũng không làm được, thì đậu tiến sĩ thì ích gì. Trần gia suy tính chu đáo thật, ở thời điểm này vẫn không quên lợi dụng tranh đấu nội bộ ở lâm gia quân tử sẽ không đứng dưới một bức tường sụp đổ, bất kể có giải thích thế nào hắn cũng sẽ không thoát khỏi liên quan trong chuyện này. Bắt nguồn từ câu nói của khổng tử quân tử khi phát hiện nơi có nguy hiểm thì sẽ kịp thời rời khỏi nơi đó. Cái gì, mặt lâm lão phu nhân biển sắc, thật sao? Thành nhì thật sự cùng thôi nhị tiểu thư, ngọc kép. Lâm nhị thái thái gật đầu xác nhận, không nói tới thanh ca, khó xử chính là chuyện này vừa vặn bị lão thái thái trần ra bắt gặp chúng ta muốn che đậy cũng không được. Lão thái thái nhánh cả trần gia ăn tiệc xong thì thấy hơi tức bụng, muốn đi dạo một chút cho mau tiêu. Lâm đại thái thái là nhân vật chính của buổi tiệc, đương nhiên không thể thắp tùng bà, cho nên để lâm nhị thái thái đi. Lâm lão phu nhân cố chân tĩnh, tại sao lại tới khúc thủy lưu thương? Là vì, lâm nhị thái thái nhỏ giọng nói, lão thái thái nhánh cả trần gia muốn hỏi thăm con về thanh ca. Trưởng bối sắp cưới cháu rể, muốn hỏi thăm ít nhiều về tính tình và sở thích của cháu rể tương lai cũng là chuyện bình thường nói mấy chuyện này đương nhiên phải chọn nơi yên tĩnh con dâu suy nghĩ rồi cảm thấy vào rừng đào là tốt nhất nửa đường còn gặp trần lục tiểu thư vội vã đi tìm lão thái thay nhánh cả trần gia chắc là nghe tin bà ấy không được khỏe nên mới chạy tới xem thế nào lâm lão phu nhân nhớ tới dáng vẻ e lệ căng thẳng của trần lục tiểu thư khi vừa gặp vậy trần lục tiểu thư cũng nhìn thấy không ạ à, lâm nhị thái thái nói lão thái thái nhánh cả trần gia bảo trần lục tiểu thư về trước xem kịch trần lục tiểu thư nghe lời nên đã đi trước lâm nhị thái thái nhíu mày tỏ vẻ chua chát chỉ mình lão thái thái nhánh cả trần gia thấy còn đỡ cùng lắm thì chúng ta van cầu trần gia đừng nói chuyện này ra dẫu gì hai nhà cũng khá thân nói không chừng trần gia có thể thông cảm mà bỏ qua nhưng không ngờ còn gặp phải ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu và Trấn Tứ tiểu thư nữa. Lâm lão phu nhân kinh ngạc ngồi thẳng dậy, cái gì? để ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu thấy được. nhà Ninh Bình Hầu có thể nói là nổi tiếng miệng rộng, bất kể ở đâu cũng muốn cả vú lấp miệng em kẻ khác. Lần trước chính vì ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu mỉa mai Trần ra nên mới ẩm ý với Trịnh thất tiểu thư. Lâm nhị thái thái xấu hổ nói, đều tại con không trông chừng tử tế nên mới ra cơ sự con đã dặn ngũ tiểu thư ninh bình hầu trở về đừng nói cung tung, nhưng... Lâm lão phu nhân nhớ mày, con bé đó không đồng ý. Người nhà ninh bình hầu chính là điển hình của dạng thích hóng chuyện mà con phải bộ bộ tôi kéo kẻ khác cùng xem. Lâm nhị thái thái thở dài nói, từ đầu đã bảo là không nên mời phu nhân và tiểu thư ninh bình hầu rồi mà. Người khăng khăng muốn mời phu nhân và tiểu thư ninh bình hầu chính là lâm đại thái thái con dâu cả trước giờ luôn tự cho là đúng, hay tính kế kẻ khác mưu lợi cho mình. Lúc trước vì muốn tính kế nhị phòng, con dâu cả đã đưa một nha hoàn xinh đẹp ra hàng quyến rũ lão nhị, ai ngờ nha hoàn kia lại lăng nhăng với lão đại, không thì ở đâu ra từ từ với thứ nữ chứ. Lâm nhị thái thái khó xử nhìn quanh. Lâm lão phu nhân chán ghét bảo, có lời gì thì nói đi, che che lấp lấp cái gì nữa. Bấy giờ lâm nhị thái thái mới nói. Không phải con dâu muốn rèm pha người khác, chỉ là Con dâu nghe nói, Đại ca và Đại tẩu không có ý định cưới Trần Lục tiểu thư. Lâm lão phu nhân nhướng mày, là ý gì? Không có ý định cưới thì cầu thân làm gì? Theo ý Đại tẩu thì là vì Thanh ca và Trần Lục tiểu thư lén lút qua lại. Đại tẩu không còn cách nào khác, mới bất đắc dĩ làm vậy. Trước đó đối phó với thành quốc công, mẫu thân cầu cạnh khắp nơi, về sau nghĩ đến chuyện lôi kéo trần tam lão gia vừa trở về từ phúc ninh vẫn là đại tổ sung phong đi tìm trần tam phu nhân lôi kéo quan hệ không ngờ cuối cùng biển thành đại ca giật dây tác phi làm chuyện ác chẳng lấy được chốt công lao nào nhắc tới chuyện này lâm lão phu nhân lại tức xì khói từ chuyện tốt hai nhà liên thủ lại thành lâm gia bị đặt vào hoàn cảnh xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu lâm nhị thái thái nói tiếp con cây chúng con có đứa nào được tiến độ tốt như thanh ca đầu người trong nhà ai không muốn che chở cho thanh ca để nhờ vả sau này chứ. Chuyện nguy hiểm như vạch trần thành quốc công hẳn nên để lão gia nhà con đi làm, có phạm sai lầm thì một mình lão gia nhà con gánh chịu cũng được, nhưng đại ca và đại tàu lại không chịu tin tưởng chúng con, sợ chúng con đoạt mất công lao. Lâm lão phu nhân sầm mặt nhìn hoa văn thiêu tinh mỹ trên vải gấm bọc ghế. Đại tẩu nói muốn hỏi Trần Lục tiểu thư cho thanh ca, con cứ tưởng đại ca đại tầu muốn hòa hoãn quan hệ với trần gia không ngờ lại có nguyên nhân khác con nghe đại tầu nói trần gia lập công nên không chừng sẽ được phục tước thanh ca nói thế nào cũng phải cưới đích nữ nhà huân quý trần lục tiểu thư là gì đâu phải biết rằng nhà mẹ đẻ của lão thái thai nhánh thứ hai trần gia ở thiểm xuyên có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy phúc ninh cần dùng binh mã cũng phải dùng binh mã ở biên cương đấy im miệng lâm lão phu nhân phẫn nộ vỗ mạnh xuống bàn thấp nó dám có ý đó mà còn quay ta mòng mòng trần gia tranh tước thì liên quan gì tới nó mà làm chuyện bị ồi như vậy mẫu thân không nhìn ra được chuyện lão thay thay nhánh cả trần gia có ý định giữ trần lục tiểu thư ở bên người sao tước vị của trần gia vốn do nhánh cả thừa kế mà nói không chừng đại ca và đại tàu đã đánh tiếng qua lại với người trần thị trước rồi Thảo nào con dâu cả khi nãy lại nói xa gần mối này e không thành rồi lâm ra chưa từng cưới nữ tử thiếu nết na vào nhà, thì ra là ôm ý định này. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi nhiều khách như vậy, tất cả đều biết lâm ra muốn hỏi cưới Trần Lục Tiểu Thư. Nếu cưới hỏi không thành, mọi người đương nhiên sẽ hỏi thăm nguyên nhân, đến khi tin Trần Lục Tiểu Thư không nết na truyền ra ngoài, gia tộc họ Trần làm gì sẽ cho phép nữ tử như thế làm cháu gái đích tôn. Lâm lão phu nhân hừ mũi nói, đi gọi chị dâu cô tới đây cho ta, ta cũng muốn nghe thử xem Trần Lục tiểu thư không nết na chỗ nào. Chỉ lát sau Lâm nhị thái thái đã dẫn Lâm đại thái thái vào phòng. Lâm đại thái thái uống rượu đến mặt đỏ bừng, hiển nhiên vẫn đang tiếp khách, chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm nhị thái thái lặng lẽ lùi ra ngoài bình phong, cẩn thận lặng nghe bên trong nói chuyện lâm đại thái thái mỉm cười nhẹ vén tóc mai ra sau tai lâm lão phu nhân nói bâng quơ uống nhiều như vậy không sợ bên ngoài chê cười à lâm đại thái thái vui vẻ cười nói là ninh bình hầu phu nhân bắt con dâu uống đấy con từ chối thì sẽ phụ hảo ý của người ta chưa kể đây là lần đầu ninh bình hầu phu nhân tới lâm ra chúng ta làm khách nữa đại hòa ập xuống đầu rồi mà còn không tự biết lâm lão phu nhân khép hờ mắt Cô thầy Trần Lục tiểu thư thế nào?" Lời này của Lâm lão phu nhân như sấm sét nổ tung trên đầu Lâm đại thái thái, bà ta lập tức ủ rũ, "Con đang định nói với mẫu thân đây, mối này nên xem xét lại rồi hẵng tính." Lão phu nhân cố ý nhướng mày, "Cô nói vậy là có ý gì? Chẳng phải đã xem xét kỹ rồi sao? Con dâu cũng chỉ mới biết thôi, thì ra Trần Lục tiểu thư và thanh ca nhà chúng ta đã sớm quen biết nhau, tùy tiện nói cho thanh ca biết nhũ danh của mình." mẫu thân cũng hiểu tại sao con dâu lại vội vã hỏi vợ cho thanh ca rồi đấy, bởi vì vài ngày trước sau khi thanh ca uống say về nhà cứ luôn miệng nhắc tới nhụ danh của vị tiểu thư nào đó, còn cứ tưởng rằng thanh ca tằng tiệu với nha hoàn cuống quýt thay hết nha hoàn tuổi khá lớn trong phòng thanh ca, lão gia nói thanh ca trưởng thành rồi bắt đầu tò mò với loại chuyện kia là chuyện đương nhiên nên cưới cho nó một cô vợ thì hơn tránh để nó bị một con hồ ly tinh nào đó mê hoặc, bấy giờ con dâu mới nghĩ tới Trần Lục Tiểu Thư. Lâm Đại Thái Thái dừng một thoáng, vừa nãy Thanh Ca mới nói thật với con dâu, nữ tử Thanh Ca nhắc mãi chính là Trần Lục Tiểu Thư. Nhũ danh của Trần Lục Tiểu Thư là Nguyễn Nguyên, Lâm Đại Thái Thái vừa nói đến đây tiền đỏ ửng vành mắt, tương lai Thanh Ca còn phải thi thố mưu cầu tiến độ nếu cưới loại nữ tử phẩm hạnh không đoạn chính như vậy về sau này cả nhà xào xáo thì biết làm sao ra là có nhũ ganh của trần lục tiểu thư làm át chủ bài lâm lão phu nhân cố không tỏ ra tức giận nhiều khách khứa như vậy đều biết hai nhà chúng ta muốn kết thân cô gác chuyện này tại về sau làm sao giải thích với bên ngoài đây ánh mắt lâm đại thái thái thoáng sắc cảnh chuyện con gái nhà mình làm trần gia hẳn cũng biết được bằng không sao tại sảng khoái nhận tới cầu thân đừng nói hiện giờ chúng ta chưa đính hôn đính hôn rồi vẫn có thể hồi, người Trần gia cũng chẳng làm gì được. Nghĩ đơn giản thật, Lâm lão phu nhân cười khẩy, hôm nay cô biết được nhũ danh của Trần Lục tiểu thư rồi vừa vặn tính vậy luôn. Cô cho rằng Trần gia đến dự tiệc là chấp nhận lời cầu thân của chúng ta. Nói cho cô biết, cho dù cô có quỳ xuống cầu xin Trần gia, Trần gia cũng sẽ không đồng ý gả Trần Lục tiểu thư cho nhà chúng ta. Khách khứa mà cô mời tới hôm nay không phải xem Trần Gia bị bêu xấu mà là xem cả nhà chúng ta bêu xấu. chương 88, Giải quyết Nói đến Khang Quận Vương, Lâm Di ngừng đầu lên thôi nhị tiểu thư và Lâm Đại lang nói gì về Khang Quận Vương à? Tất nhiên nàng không có khả năng tính toán chu toàn tất cả mọi đường. Hôm nay nàng chỉ đề phòng tiểu thư nhà hải ngự sử, không ngờ thôi nhị hiểu thư lại nửa chừng nhảy ra không rõ thôi nhị tiểu thư lấy được tin về lâm đại lang từ đầu âm thầm chạy tới gặp riêng bớt cho lâm di ít chắc trở nhất là khi vừa vặn bị lão thái thái chi trường và lâm nhị phu nhân bắt gặp lão thái thái nhánh cả kể lại thôi nhị tiểu thư nói cho cháu qua lại thân thiết với khang quận vương bây giờ thế cục không rõ khuyên lâm đại lang cẩn thận đừng để bị liên lụy thôi nhị tiểu thư cũng trọng tình trọng nghĩa đấy không quên mật báo cho người trong mồng nhưng dựa vào tính tình của nàng ta, đó chỉ là tìm cớ để được nói chuyện với Lâm Đại Lang thôi. Nếu nàng ta suy nghĩ một chút thì sẽ biết, Lâm gia muốn kết than với Trần gia, đương nhiên đã cân nhắc về chuyện này. Sau chuyện này người ngoài sẽ quy cha cháu về một phe với Khang quận vương cho mà xem. Lão thay thay nhánh cả vừa nói vừa nhìn Lâm Di, ta thấy Khang quận vương cũng là anh tài hiếm có trong dòng họ, lục nha đầu, cháu thấy sao? lâm di nhìn ánh mắt đầy thâm ý của lão thái thai nhánh cả thành thật nói ra lời trong lòng cháu cảm thấy cha giữ khoảng cách với khang quận vương vẫn tốt hơn lần này được khang quận vương giúp đỡ nhà chúng ta mới có thể bình an nhưng về sau thì sao cha cương trực rất dễ bị kẻ khác lợi dụng khang quận vương là người có tông tước sự vụng ngài ấy phải làm tất nhiên đều vô cùng khó nhằn đi theo ngài ấy hoàn thành nhiệm vụ cũng chưa hẳn sẽ tiền đồ vô lượng nhưng không hoàn thành thì chắc chắn sẽ có kết cục thê thảm. Nghe vậy lão thái thái nhánh cả thở dài, đây chính là sự khác biệt giữa nam và nữ. Nữ giới chỉ muốn gia đình bình an áo cơm đầy đủ, nam giới lại luôn nghĩ đến làm sao đi lên vị trí cao hơn. Lâm Di kéo tay lão thái thái nhánh cả, xoa bóp huyệt hổ khẩu cho bà, theo cháu thấy, nếu có thể thì cách khang quận vương càng xa càng tốt. Không phải lời lục nha đầu không có lý. Nhưng trưởng bối nào chẳng muốn con cháu mình có được mối hôn nhân tốt đẹp chứ? Lần này Khang Quận Vương tới Trần Gia lánh mình, bà cũng có thể nhìn ra Khang Quận Vương có ấn tượng không tệ với Lục Nha Đầu, nhưng nếu Lục Nha Đầu không có ý định này thì thôi đi vậy. Đáng tác chính là tề gia, luôn lảng tránh, vừa nghe được tiếng gió liền phớt lờ Trần Gia, như thể Trần Gia thiểu nợ bọn họ vậy. Tề nhị thái thái không sâu tính nhưng hơi hẹp hòi nếu không phải lục nha đầu khoan dung độ lượng, bà thật sự sẽ không buồn cân nhắc tới tề gia. Lâm di đổi đề tài, chuyển sang nói về Lâm Đại Thái Thái, nếu theo như tổ mẫu nói, xem ra Lâm Lão Phu Nhân thật sự rất giận Lâm Đại Thái Thái. Lão Thái Thái nhánh cả cười mỉa, có giận thì rốt cuộc vẫn bao che người nhà mình thôi. Lâm Lão Phu Nhân ra lệnh như vậy với Lâm Đại Thái Thái cũng chỉ vì muốn ép chúng ta dàn xếp trong hòa bình. Lâm lão phu nhân biết ta sẽ không thật sự để Lâm đại thái thái quỳ, bằng không về sau hai gia tộc sẽ tuyệt giao thật. Chưa kể, cho dù ta không mở miệng, nhị lão thái thái đồng thị cũng sẽ đứng ra sắm vai người tốt mà ta chăng muốn làm này, đâu thể để bà ta được hơi. Nhìn nụ cười trên mặt lão thái thái nhánh cả, Lâm gì cũng có thể mừng tượng được cảnh vừa rồi trong phòng Lâm lão phu nhân dáng vẻ thấp thỏm không dám mở miệng vì sợ bị lâm gia liên lụy của nhị lão thái thái đồng thị khiến người ta sảng khoái đến cỡ nào lần này tốt rồi mẹ cháu trở về sẽ có thể quang minh chính đại xử lý mấy lỗ tai hay nghe trộm trong phòng trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy để đề phòng sự cố tương tự tiêu thị sẽ đuổi toàn bộ hạ nhân không tin tưởng đi lần này được vậy cũng nhờ ơn lâm gia cả để tiêu thị đường hoàng lấy lại quyền làm chủ mẫu ở ngay trước mặt mọi người dọa cho lâm đại thái thái hay giờ cho quỷ sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đối phó với lâm gia lại nhân tiện giải quyết được luôn trò mèo của mẹ con đồng thị điều duy nhất nàng không ngờ chính là lâm huyền từ đầu đến cuối vô cùng tỉnh táo không tham gia với lâm phương cũng không nghe ngóng hỏi thăm về lâm chính thanh chẳng lẽ lâm huyền không muốn gả cho lâm gia xe ngựa của trần gia chậm rãi rời lâm gia Lâm Chỉnh Thanh ở trong phòng Lâm Lão Phu Nhân nghe gian dậy mà trước mắt lại hiện lên hình ảnh Trần Lục Tiểu Thư cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt ẩn chứa ý cười, cùng với ánh mắt nhìn hắn chằm chằm của trường bối Trần Gia. Thôi nhị Tiểu Thư vẫn chưa có hôn ước, đã vậy thì cưới nàng ta đi. Cưới thôi nhị Tiểu Thư, Lâm Chính Thanh thầm cười khẩy, cháu trai có lỗi, xin theo sự sắp xếp của Lão Tổ Tông. Lâm Lão Phu Nhân nhìn về phía Lâm Đại Thái Thái ngồi cạnh đó ngày mai cô hãy đi một chuyền tới thôi ra hỏi xem trưởng bối thôi ra có ý thế nào hành động nhanh một chút tránh để chuyện xấu truyền ra ngoài chỉ còn mấy tháng nữa thanh ca lại phải vào trường thi rồi lâm đại thái thái siết chặt góc khăn tay mẫu thân thật sự không còn cách nào khác sao thanh ca cũng chỉ gặp gỡ thôi nhị tiểu thư một lần đâu làm gì khác lâm lão phu nhân nhướng mày hư lạnh một tiếng chẳng phải cô chướng mắt trần lục tiểu thư sao thế này hợp ý cô quá rồi còn gì hay cô vẫn muốn tìm chỗ dựa từ nhà mẹ đẻ của trần nhị lão thái thái mưu lời từ hạng vũ phu giết người không chớp mắt không sợ có ngày thành quỷ dưới đao của bọn chúng à lâm đại thái thái còn muốn cãi lại nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái xanh vì giận của lâm lão phu nhân bà ta đành ẩn nhẫn nuốt nước bọt không nói gì thêm dưới sự rêu rao tích cực của ninh bình hầu phu nhân Cuối cùng toàn bộ kinh thành đều biết chuyện xảy ra giữa hai nhà thôi, Lâm. Ai cũng thổn thức về sự thay đổi hôn sự bất ngờ của vị vừa đoạt giải nguyên này. Trong khi từ trên xuống dưới Lâm ra sáng đèn sửa soạn, thôi ra cũng không nhàn rỗi. Tin tức về màn thôi ngự sử huấn vợ dạy con gái chưa hết nóng thì lại nghe nói thôi nhị tiểu thư bị đánh chết. Thoáng sau lại bùng lên tin thôi nhị tiểu thư uất ức treo cổ tự sát hồi nữa là tin thôi ra vừa chuẩn bị xong xe ngựa để đưa thôi nhị tiểu thư vào chùa tu thân dưỡng tính trong vòng một ngày mà đã có ba kiểu nói khác nhau từ miệng hạ nhân truyền ra ngoài trong ba nhà bị ảnh hưởng bởi chuyện này trần gia là bình yên nhất trần tam phu nhân trở về liền chấn chỉnh lại nội trạch sau khi tìm thấy đồ của nhà họ lâm từ trên người bà tử hầu hạ bên cạnh trần lục tiểu thư trần gia lập tức cho người mang đồ trả cho nguyên chủ rồi đuổi lục bà tử kia đi nếu không vì nhớ công lục bà từ từng hầu hạ bên cạnh chính thất đã mất của trấn tam lão gia trần gia hẳn còn nặng tay với thị hon lâm gia cùng hành động nhanh chóng có lâm lão phu nhân ra mặt hai nhà thôi lâm chính thức xác định chuyện cưới hỏi dẫu gì thôi nhị tiểu thư cũng sinh ra ở kinh thành vẫn có chỗ dựa mạnh hơn trần lục tiểu thư từ phúc ninh tới tuy thanh danh của lâm gia bị đem ra bàn tán nhưng tính gia cũng chẳng thua thiệt nhiều lắm tiểu thư thôi ra sai trước, cho nên thôi ra chắc chắn sẽ cho không ít của hồi môn. Lâm gia và tôi ra trên đài đóng vai chính, Trần gia dần dần trở thành vai quần chúng qua đường. Lâm Di vừa mang thức ăn vào cho lão thay thay nhánh cả, bà liền hỏi nàng vị khách ở phía tây viện cơm nước thế nào. Trong khi từ trên xuống dưới Lâm gia sáng đèn sửa soạn, thôi ra cũng không nhàn rỗi tin tức về màn thôi ngự sử huấn vợ dạy con gái chưa hết nóng thì lại nghe nói thôi nhị tiểu thư bị đánh chết, thoáng sau lại bùng lên tin thôi nhị tiểu thư uất ức treo cổ tự sát. Hồi nữa là tin thôi ra vừa chuẩn bị xong xe ngựa để đưa thôi nhị tiểu thư vào chùa tu thân dưỡng tính. Trong vòng một ngày mà đã có ba kiểu nói khác nhau từ miệng hạ nhân truyền ra ngoài. Trong ba nhà bị ảnh hưởng bởi chuyện này, Trần Gia là bình yên nhất trần tam phu nhân trở về liền trấn chỉnh lại nội trạch sau khi tìm thấy đồ của nhà họ lâm từ trên người bà tử hầu hạ bên cạnh trần lục tiểu thư trần gia lập tức cho người mang đồ trả cho nguyên chủ rồi đuổi lục bà từ kia đi nếu không vì nhớ công lục bà từ từng hầu hạ bên cạnh chính thất đã mất của trấn tam lão gia trần gia hẳn còn nặng tay với thị hon lâm gia cùng hành động nhanh chóng có lâm lão phu nhân ra mặt hai nhà thôi lâm chính thức xác định chuyện cưới hỏi Dẫu gì thôi nhị tiểu thư cũng sinh ra ở Kinh Thành, vẫn có chỗ dựa mạnh hơn Trần Lục tiểu thư từ Phúc Ninh tới. Tuy thanh danh của Lâm Gia bị đem ra bàn tán nhưng tính ra cũng chẳng thua thiệt nhiều lắm. Tiểu thư thôi ra sai trước, cho nên thôi ra chắc chắn sẽ cho không ít của hồi môn. Lâm Gia và tôi gia trên đài đóng vai chính, Trần Gia dần dần trở thành vai quần chúng qua đường. Lâm Di vừa mang thức ăn vào cho lão thai thái nhánh cả bà liền hỏi nàng vị khách ở phía tây viện cơm nước thế nào đầu bếp lớn tuổi nhất phủ vậy chẳng phải khách sẽ ăn toàn đồ dành cho người già không được trang trí đẹp để sao lão thay thay nhánh cả hơi nhướng mày liếc nhìn bàn đồ ăn khéo léo trước mặt mình món xào thập cầm thịt viên phi thủy thịt gà xào vừng đậu hà lan sốt gạch cua sau đó lệnh cho bạch ma ma lặng lẽ đem mấy món này tới tây viện thịt viên phỉ thúy thịt bằm trộn với rau vo thành viên rồi chiên hay nấu canh đó đều là đồ ăn nàng thúc giục nữ đầu bếp làm cho lão thái thay nhánh cả mà lâm di nói ngay bá tổ mẫu chúng ta đưa qua như thế e rằng sẽ bị người ta nghi ngờ nên để khách chịu đựng mấy ngày thì hơn tình hình trong kinh vẫn đang rất căng lão thái thay nhánh cả suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý sau đó thời gian tới Tây Viện đi dạo mỗi ngày của lão thái thai nhánh cả chuyển thành trước giờ cơm tối. Bệnh nhân ở Tây Viện đã bỏ chăn rời giường từ lâu, đường hoàng ngồi trước bàn đá trong sân vẽ tranh sơn thủy. Mái tóc đen nhánh được cột gọn thành búi lỏng, đôi mắt hơi nheo như cười như không, động tác lại hết sức trịnh trọng, tay phải chấp bút còn tay trái giữ ống tay áo, bất luận đầu bút lông di chuyển đến đâu thì chỉ có cánh tay cử động, còn thân vẫn vững yên như núi. Từ khi hai huynh muội Lâm Di còn rất nhỏ, Trần Doãn Viễn đã mời tiên sinh dạy học cho bọn họ. Lâm Di chăm chỉ cầm bút luyện chữ thời gian dài mà cũng tự nhận không đạt được đến mức này. Chu Thập Cửu đặt bút xuống bàn. Lâm Di tiến lên chào. Đã gặp nhau nhiều cần nên hai bên cũng tùy ý hơn. Lâm Di dìu lão thái thay nhánh và đến ngồi xuống chiếc ghế có lót đệm gấm. Sau đó cúi đầu đứng ở một bên, mắt nhìn xuống đất lão thay thay nhánh cả vừa muốn hỏi tình hình sức khỏe của Khang Quận Vương thế nào. Chợt nhìn thấy bức tranh trên bàn đá thì sắc mặt khẽ thay đổi, Quận Vương già đang vẽ. Ngọc kép, tới Tây Viện, thịt viên phỉ thúy, thịt bằm trộn với rau vo thành viên rồi chiên hay nấu canh. Đó đều là đồ ăn nàng thúc giục nữ đầu bếp làm cho lão thay thay nhánh cả mà. Lâm Di nói ngay, bá tổ mẫu, chúng ta đưa qua như thế, e rằng sẽ bị người ta nghi ngờ, nên để khách chịu đựng mấy ngày thì hơn tình hình trong kinh vẫn đang rất căng lão thai thai nhánh cả suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý sau đó thời gian tới tây viện đi dạo mỗi ngày của lão thai thai nhánh cả chuyển thành trước giờ cơm tối bệnh nhân ở tây viện đã bỏ chăn rời giường từ lâu đường hoàng ngồi trước bàn đá trong sân vẽ tranh sơn thủy mái tóc đen nhánh được cột gọn thành búi lỏng đôi mắt hơi nheo như cười như không động tác lại hết sức trịnh trọng, tay phải chấp bút, còn tay trái giữ ống tay áo. Bất luận đầu bút lông di chuyển đến đâu thì chỉ có cánh tay cử động, còn thân vẫn vững yên như núi. Từ khi hai huynh muội Lâm Di còn rất nhỏ, Trần Doãn Viễn đã mời tiên sinh dạy học cho bọn họ. Lâm Di chăm chỉ cầm bút luyện chữ thời gian dài mà cũng tự nhận không đạt được đến mức này. Chu Thân Cửu đặt bút xuống bàn. Thấy được sự tán thưởng của bà, chỉ là bà luôn giữ thái độ nghiêm túc, ít khi dễ dàng mở miệng khen ai đó. Bằng không bà đã trăng lờ đi chuyện mình nói muốn khang quận vương dọn tới thôn trang lánh mặt sau khi anh ta khỏe lại. Lâm Di cầm kẹp bóc vỏ hạt thông làm bánh, số bánh nhân hạt thông nàng vừa làm cho lão thái thái nhánh cả đều bị bà đưa tới Tây Viện cả rồi. Mà một tên đàn ông lớn xác như Chu Thập Cửu nhìn thấy mấy loại bánh ngọt như vậy cũng không từ chối. Mớ hạt thông đó nàng tự tay dùng đũa ướp mật từng hạt đấy, vì hiếu kính lão thái thái nàng đành bảo linh lung lấy một ít tới để chuẩn bị một mẻ mới. Lâm Di đặt từng miếng bánh tên cả tia tô, sắp vào hộp gọn gàng rồi đi tới phòng của lão thái thái nhánh cả. Bầu không khí trong phòng lão thái thái nhánh cả hơi nặng nề. Trần Doãn Viễn ngồi trên ghế trao mày uống trà. Lão thái thái nhánh cả bỗng bảo bạch ma ma chuẩn bị hành lý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 87 quỳ xuống. Vẻ khinh miệt trên mặt lập tức bị đông cứng, Lâm Đại Thái Thái kinh ngạc nói, mẫu thân, người nói gì vậy, sao lại về nhà chúng ta bêu xấu, cho dù thanh ca sai thì cũng là thằng bé nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Mấy chuyện này từ xưa đến giờ sai luôn ở phía nữ mà. Lâm Đại Thái Thái vẫn còn đắc ý thì bỗng choang, một tiếng, chén trà bằng sứ hồng nhạt vỡ tan Lâm Lão Phu Nhân nói, Câu nào chữ nào cũng là tiểu thư nhà người ta sai, trong khi con trai cô thì hành động không đoạn chính. Trần Lục tiểu thư nhà người ta không có phép tắc, vậy tiểu thư nhà thôi ngự sử cũng là dạng vô liêm sỉ. Si. Lâm đại thái thái lắp bắp, mẫu thân, con dâu không hiểu. Không hiểu, Lâm lão phu nhân cười khẩy, Thanh ca và nhị tiểu thư nhà thôi ngự sử gặp riêng trong vườn, bị lão thái thái nhánh cả Trần gia. Trần tứ tiểu thư và Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu bắt gặp. Vậy mà cô còn đắc ý cùng Ninh Bình Hầu Phu Nhân đàm tiểu về người khác. Ngày mai cô sẽ trở thành chủ đều đàm tiếu sau bữa ăn của người khác rồi đó. Lâm Đại Thái Thái ngồi phịch xuống ghế, mở to hai mắt, mẫu thân. Chuyện này, là ai nói? Sao con không? Lâm Lão Phu Nhân xa sầm mặt, chờ cô nghe được thì e nữ quyền trong vườn đều biết cả rồi. Cô mà chê tiểu thư trần ra, hủy bỏ chuyện cưới hỏi trần gia sẽ nhân tiện tung hê chuyện tốt mà con trai cô vừa làm cho mọi người biết cô suy nghĩ kỹ lại đi nên đi cầu xin trần gia đồng ý lời cầu thân hay đi hỏi thôi ngự sử phu nhân có đồng ý gả thôi nhị tiểu thư hay không lâm đại thái thái lập tức tỉnh rượu mặt trắng bệch con 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 đi cầu xin ninh bình hầu phu nhân giữ kín chuyện này thanh ca và thôi nhị tiểu thư lâm lão phu nhân im lặng không đáp hồi lâu sau mới nói thế thì cô đi hỏi đi ninh bình hầu phu nhân đồng ý giúp giữ kín chuyện là tốt nhất nghĩ tới mấy lời đàm tiếu mà ninh bình hầu phu nhân bộ bộ trước mặt người khác lâm đại thái thái cũng biết đó là chuyện không thể nào đành nhìn lâm lão phu nhân bằng ánh mắt van lơn mẫu thân thanh ca chính là hy vọng của cả lâm gia chúng ta người không thể trơ mắt mà nhìn còn chưa phong hầu bái tước mà đã khiến toàn bộ lâm gia mất hết thể diện dẫu tương lai làm nên chuyện thì có cha mẹ kiểu này ở bên cạnh e rằng cũng chẳng tốt lành gì. Trần Lục Tiểu Thư trông thông minh lanh lợi, không kiêu ngạo cũng không tự ti, vừa biết khiêm tốn với kẻ dưới vừa kính cận với người trên, nếu thanh ca cưới được Trần Lục Tiểu Thư, nói không chừng tiền đồ còn có thể bằng phẳng được chút. Lâm lão phu nhân trực tiếp hỏi thẳng, cô nhắm trúng vị tiểu thư nào của Trần Gia? Sắc mặt Lâm đại thái thái cứng lại, chuyện này. Con dâu. Quả nhiên có vấn đề. Nhắm chúng vị nào thì đi thương lượng với người nhà vị đó, xem đến nước này thì làm sao thu dọn cục diện. Vẻ cầu xin trên mặt lâm đại thái thái lập tức bị phủ một màu xám ngoét. Cuối cùng vẫn là lâm nhị thái thái ra mặt mời lão thái thái nhánh cả trần gia, lão thái thái nhánh thứ hai trần gia và tiêu thị vào phòng của lâm lão phu nhân. Hai vị lão thái thái an tỏa xong, lâm nhị thái thái tươi cười dẫn lâm đi ra gian ngoài dùng trà và trái cây. Lâm Di nhìn khuôn mặt vui vẻ của Lâm Nhị Thái Thái, cũng ngầm hiểu trong chuyện này Lâm Nhị Thái Thái đã châm mòi thổi gió không ít. Trong phòng hai vị lão Thái Thái cười nói qua lại, Tiêu Thị và Lâm Đại Thái Thái thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau. Lâm Đại Thái Thái chỉ thấy men rượu sộc thẳng lên não, gần như nghe không rõ Lâm Lão Phu Nhân nói gì. Ban đầu Lão Thái Thái nhánh cả trần gia luôn im lặng không lên tiếng, sau đó mới từ tốn nói, Lão Tỷ Tỷ, hôm nay tôi xin được nói thật trong mắt tôi lục nha đầu không giống mấy đứa khác bà già tôi chỉ cần còn một hơi thờ thì sẽ trông nom con bé chu toàn trần nhị lão thái thái đồng thị cũng cười nói cả nhà lão tam ở phúc ninh đã chịu khổ không ít vất vả lắm mới trở lại kinh thành hai đứa con một trai một gái đều trở thành niềm vui của trưởng bối trong nhà nhất là lục nha đầu lu mờ hết cả mấy người tỉ tỉ trần nhị lão thái thái nói vậy để xoa dịu không khí căng thẳng trong phòng lão thái thái nhánh cả trần gia thì không giữ thể diện cho người khác như vậy trực tiếp nói thẳng lục nha đầu còn nhỏ tuổi tôi còn muốn giữ con bé bên người thêm mấy năm nữa ý muốn từ chối đã không thể rõ hơn lão thái thái nhánh cả trần gia dáng đòn phủ đầu như vậy trần nhị lão thái thái cũng hơi kinh ngạc dường như hoàn toàn không biết gì về chuyện này chỉ khó hiểu nhìn lâm đại thái thái ngồi ở đối diện từ khi thanh ca thi đấu giải nguyên, kẻ tới nịnh bợ bà ta nhiều không đếm xuể, ai cũng cẩn thận thăm dò dò ý. Trần gia tính là gì chứ? Trần Tam Lão Gia cũng chỉ là một viên quan ngũ phẩm, giờ được ở lại kinh cũng chỉ với một chức quan nhàn tản, bà ta chịu cưới Trần Lục Tiểu Thư làm dâu đã uất ức rồi, không ngờ Trần Gia còn dám lên mặt với bà ta. Đừng tưởng nắm thóp được khuyết điểm của Thanh Ca thì giỏi, Trần Lục Tiểu Thư có phải dạng trong sạch gì cho cam? bọn họ vờ vịt như vậy cũng chỉ để đòi nhiều sinh lễ hơn chút mà thôi nghĩ tới đây lâm đại thái thái mỉm cười trần lão thái thái yên tâm nhà chúng tôi là đại tộc đương nhiên sẽ không bạc đãi lục tiểu thư tương lai thanh ca đề tên lên bảng vàng cưỡi ngựa trên đường lớn vinh quang đó chẳng gì đổi được đâu lâm đại thái thái không tự chủ được nói luôn mong đợi trong lòng mình ra nhìn cái liếc xéo của lâm đại thái thái Ai không biết chuyện còn tưởng là Trần Gia khăng khăng đòi trèo cao lên Lâm Gia. Nhìn con dâu cả say rượu nói chuyện thất đức, Lâm Lão Phu Nhân không khỏi trao mày, Trần Gia tốt xấu gì cũng từng là nhà huân quý, sao có thể chịu được bị chế nhạo như vậy? Quả nhiên Lão Thái Thái nhánh cả Trần Gia nhếch môi cười khẽ, Lâm Đại Thái Thái hơi quá lời rồi, Đại Gia có thể để tên lên bảng vàng là phúc khí của Lâm Gia, người khác đương nhiên dính không tới. Nói xong bà phất tay áo muốn đứng dậy, tiêu thị thấy thể lên tiến tới đỡ. Nếu hai nhà kết thân, phong quang của Lâm gia cũng chính là của Trần gia. Lâm Đại Thái Thái vừa muốn mở miệng thì Lâm Lão Phu Nhân đã lên tiếng mắt ngang. Hôm nay sinh nhật nên con dâu cả của tôi uống hơi quá chén, Lão Thái Thái đừng chấp. Dứt lời bà bỗng nhớ tới vẻ ngoài tuấn tú của Thanh Ca, nói không chừng trưởng bối Trần Gia nhìn thấy sẽ nghĩ lại, liền bảo ma ma bên người gọi đại gia tới đây. Trần lão thái thái nhánh cả khoát tay, tôi thấy không khỏe, nên về sớm nghỉ ngơi, lâm lão phu nhân không cần kinh động người khác. Lâm lão phu nhân thầm thở dài, xem ra mối này không còn hy vọng nữa rồi. Phía trần gia không được, đành phải nghĩ cách khác thôi. Thấy người trần gia sắp nối đuôi nhau rời khỏi phòng, đầu lâm đại thái thái nóng lên, nếu không vì hai đứa nó, tôi cũng sẽ không có ý định cưới hỏi này bạn nhỏ làm ra chuyện hoang đường, trưởng bời như chúng tôi đành phải đứng ra xử lý. nói vậy là có ý gì? trần nhị lão thái thái đồng thị ngước mắt nhìn lâm đại thái thái, lâm đại thái thái loại chuyện này không thể nói lung tung. lâm lão phu nhân tức giận chừng mắt nhìn lâm đại thái thái, còn ra thể thống gì nữa? uống nhiều tới mức ăn nói bậy bạ trước mặt khách khứa. dứt lời bà quay sang lệnh cho mama bên người, mau diều đại thái thái đi nghỉ ngơi. Lâm Đại Thái Thái mặc kệ lời của Lâm Lão Phu Nhân, mẫu thân, chuyện này phải một mặt hai lời nói cho rõ, bằng không đối với bên nào cũng không tốt. Thanh ca của chúng ta muốn giữ thanh danh, Trần Lục Tiểu Thư cũng phải lấy chồng. Tiêu Thị cũng thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng hỏi, Lâm Đại Thái Thái nói vậy là có ý gì? Lão Thái Thái nhánh cả Trần Gia cũng nắm chặt Phật Châu, nhìn chằm chằm Lâm Đại Thái Thái. Lâm Đại Thái Thái hùng hồn kể lại chuyện Lâm Chính Thanh bị bệnh, rồi nói, ta còn tưởng rằng là con trai nhà mình làm bậy với nha hoàn nào đó, về sau mới biết được nhũ danh mà Thanh Ca gọi là của Trần Lục Tiểu Thư. Tay tiêu thị run rẩy nhũ danh trong lời tỷ là gì? Lâm Đại Thái Thái đáp, nghe nói là Nguyễn Nguyên, cũng không biết có phải là hai chữ này không? Nữ giới có nhũ danh cũng như nam giới có tên tử, chỉ là với nữ giới, nhũ nhanh do cha mẹ đặt chỉ lấy may mắn, không để lộ ra ngoài ngoại trừ trong lễ vấn danh phải viết lên canh thiếp để trao đổi với nhà trai. Mắt nhị lão thái thái đồng thị sáng lên, bà ta nhớ nhũ danh của Lục Nha đầu là do mẹ đẻ Tiêu thị đặt, cũng nhớ có quãng thời gian mọi người gọi hai chữ này. Bà ta ngẩng đầu nhìn về phía tiểu Tiêu thị, tiểu Tiêu thị bình thường sợ phiền phức này cũng kinh ngạc và khó hiểu. Tiêu thị ngước lên hỏi, đại thái thái nghe nói từ đâu vậy? Tại sao lại cho rằng đây là nhũ danh của Lục tỷ nhà chúng tôi?" Nói rồi bà quay sang lão Thái Thái nhánh cả và lão Thái Thái nhánh thứ hai Trần gia hỏi ý kiến. Lão Thái Thái nhánh cả Trần gia nói ngay, chuyện này không thể coi thường, tất nhiên phải làm cho rõ ràng. Nhị lão Thái Thái đồng thị cũng tán thành. Tiêu thị bấy giờ mới quay lại hỏi Lâm đại thái thái, đại thái thái có từng nói chuyện này ra với ai khác không? Thấy thái độ của người Trần gia hòa hoãn đi, Lâm Đại Thái Thái không khỏi đắc ý, nhếch môi nói, đừng nói là con gái của tỷ muội qua lại từ nhỏ với ta, cho dù là của con gái hàng xóm, chuyện liên quan tới thanh danh, ta đương nhiên không thể tùy tiện nói lung tung với bên ngoài. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Lâm Đại Thái Thái, tiêu thị cũng thấy lạnh lòng, song bà vẫn siết chặt khăn tay, kiên định nói, nhũ danh không thể tùy tiện nói ra, để bên cô biết được tất nhiên sẽ là lỗi bên tôi. Suy nghĩ trong khoảnh khắc, bà dường như nhớ tới cái gì, cởi hầu bao thiêu chỉ tơ vàng bên hông xuống. Đây là vật tôi luôn mang bên người, hai vị lão thái thái nhà tôi đều từng thấy. Lúc chúng tôi mới trở về kinh, lục tỷ đổ bệnh nặng, tôi đến chùa Thanh Hoa thắp nhang, xin quẻ bình an cho đứa con, trở về liền thiêu nhũ nhanh của chúng bỏ vào trong hầu bao. Tăng nhân chùa Thanh Hoa đã dặn tôi phải luôn mang theo người, sang năm mới có thể lấy xuống. Tôi nói miệng không bằng chứng, Thôi thì mời lão thái thái của hai bên nhìn thử xem nhũ danh của lục tỷ nhà tôi là gì. Trên quẻ bình an kia có ghi ngày tháng bằng chu sa, khi đó lục tỷ nhà tôi vẫn chưa từng gặp Lâm Đại lang Tiêu thị hỏi mượn người Lâm ra cái kéo mở hầu bao lấy quẻ bình an bên trong ra cho các vị trưởng bối xem. Lâm Đại Thái Thái cũng muốn tới xem, tiêu thị đã thu quẻ bình an lại. Vẻ mặt Lâm Lão Phu Nhân phức tạp, nhị Lão Thái Thái Đồng Thị nhìn thấy cũng thoáng giật mình chỉ có lão thai thai nhánh cả là nở một nụ cười mỉm nhũ danh của lục tỷ nhà tôi quả thật từng là nguyễn nguyên vốn do lão gia và vị tỷ tỷ đã mất của tôi đặt lúc còn trong kinh cũng gọi con bé như vậy một thời gian nhưng sau khi lão gia chuyển tới phúc kiến nhậm chức lục tỷ nhiều lần sinh bệnh lần nào cũng vô cùng hung hiểm cho nên tôi mời tiên sinh âm dương ở phúc ninh đến xem tiên sinh âm dương nói lục tỷ không có mẹ đẻ nên mệnh cách không vững cần đổi nhũ danh mạnh mẽ hơn một chút, như thế mới có thể thuận lợi nuôi lớn, vì vậy lão gia đã đặt cho lục tỷ một nhũ danh khác. Lâm lão phu nhân nghĩ đến nhũ danh của Trần Lục Tiểu Thư ghi trên quê Bình An, Nguyễn Nguyên. Chữ Nguyên này không phải chữ Nguyên, trong nguyên khí, Trần Tam lão gia nhớ người vợ đã mất nên chỉ bỏ bớt nét cho nhũ danh cũ thành chữ mới. Tiêu thị nói tới đây, giọng điệu cũng bắt đầu thay đổi, bây giờ con dâu rất thắc mắc. Nhũ danh lục tỷ đã bỏ không dùng nữa rốt cuộc là do ai loan truyền ra ngoài. Lâm đại thái thái chưa được thấy quả bình an nên mơ hồ về lời tiêu thị nói, vì vậy quay sang nhìn Lâm lão phu nhân, mẫu thân. Lâm lão phu nhân bị tức tới choáng đầu, mặt tái xanh, nghiêm nghị quát, quỳ xuống. Bản thân là chủ mẫu nhưng ngay cả phép tắc cũng quên sạch, thất lễ làm trò cười trước mặt người khác. Nếu cô không giải thích rõ ràng với các trưởng bối của Trần gia, hôm nay đừng hỏng đứng lên. Lâm Đại Thái Thái mở to mắt nhìn Lâm Lão Phu Nhân, Lâm Lão Phu Nhân vẫn không mảy may lay động. Lão Thái Thái nhánh cả trần ra cầm chén trà lên, tiêu thị vội vàng tới rót trà cho bà. Trong gian phòng vô cùng yên tĩnh, Lâm Đại Thái Thái buồn bã van nài, mẫu thân. Lâm Lão Phu Nhân không hề đáp lại. Tiêu thị cục mắt nhìn xuống, hôm nay Lâm Đại Thái Thái tổ chức tiệc rình rang như vậy, rõ ràng là không muốn cho Lâm Di đường sống. Chỉ cần nghĩ tới điểm này, bà liền giả bộ làm như không thấy Lâm Đại Thái Thái đang chật vật thì nào. Đến khi Lâm Đại Thái Thái thật sự phải quỳ xuống, lão Thái Thái nhánh cả trần gia mới lên tiếng nói: Thôi được rồi, Lâm Đại Thái Thái cũng chỉ nhất thời giám sát sơ suất. Bây giờ mọi người đã nói rõ ràng rồi, cho qua mọi chuyện đi thôi. Lâm lão phu nhân ấy nấy đều là tôi quản giáo không nghiêm. Trần nhị lão thái thái đồng thị cười nói, lão phu nhân ngày thường quản lý cả phủ đã không dễ. Người trẻ tuổi ai không từng phạm sai lầm chứ? Vừa nói bà ta vừa ra hiệu cho mama bên cạnh tới đỡ Lâm đại thái thái đứng dậy trở về ghế ngồi. Trước khi đi, lão thái thái nhánh cả Trần gia còn nắm chặt tay Lâm lão phu nhân nói vài câu thân thiết. Kết thân không thành thì tình nghĩa hai nhà vẫn còn đấy. Trần gia có xảy ra chuyện, chúng tôi vẫn cần Lâm gia hỗ trợ ý trong lời này là trần gia sẽ không chủ động loạn chuyện giữa lâm đại lang và thôi nhị tiểu thư ra ngoài lâm lão phu nhân cảm kích chỉ là uất ức cho lục tiểu thư rồi lão thái thái nhánh cả trần gia cười bảo lão Tỷ Tỷ yên tâm chuyện đó để tôi lo lâm đại thái thái đổ mồ hôi lạnh khắp người cắn răng tiễn hai vị lão thái thái trần gia và tiêu thị ra về quay đầu liền không nhịn được nôn thốc nôn tháo lâm lão phu nhân căm ghét phất tay đưa đại thái thái về phòng canh cho kỹ không cho ra ngoài hóng gió nữa sau đó bà căn dặn ma ma bên người chuyện vừa rồi không ai được truyền ra ngoài nửa câu bằng không ta tuyệt đối không tha thứ lâm di thẳng được vòng tay của tề tam tiểu thư tề tam tiểu thư lại muốn lấy châm cài đầu ra đặt cược tề ngũ tiểu thư cười kéo tỉ tỉ mình thôi nào tỉ tỉ đừng để ngay cả quần áo cũng thua luôn không cách nào gặp người khác đấy không còn sớm nữa lâm gia bắt đầu tiên khách tề tam tiểu thư kêu to không cam lòng lôi kéo lâm di đất này không hợp ta mạng hỏa ở đây ba mặt bị nước bao quanh đã giết mất sĩ khí của ta ngày mai muội tới nhà ta đi ta nhất định sẽ thắng được muội nghe xong lâm di không nhịn được cười phì được ta nhất định sẽ tới nhà tỷ để nhìn thử xem tỷ rốt cuộc đã đọc loại tập thư gì nhìn lâm di theo trưởng bối trần gia ra về Tề Tam tiểu thư lặng lẽ thở dài, kéo tay muội muội mình nhỏ giọng nói: Trần Lục tiểu thư có thể làm tẩu tẩu chúng ta thì tốt biết bao. đứa con dâu tốt như vậy mà cha mẹ còn do dự cái gì nữa không biết? Nếu để mất vào tay người khác, tương lai nhất định hối hận cho mà xem. Tề Ngũ tiểu thư nhìn trái nhìn phải một cái, lôi kéo tỷ tỷ mình, tỷ đừng nói lung tung, coi chừng làm hỏng thanh danh của Lục tiểu thư. Tề tam tiểu thư nghe thề thì yêu xìu hẳn đi. Trở về trong xe ngựa, lão thái thái nhánh cả kéo tay lâm di. Ta thấy chuyện này chắc chắn có bàn tay của hai bá phụ của cháu nhúng vào. Lâm gia sẽ không vô duyên vô cớ hại cháu. Lâm chính thanh muốn leo bám bên nhị lão thái thái đồng thị cho nên mới giờ trò bị ổi như thế với nàng. Diễn biến này thật sự không khớp với tiến triển ở kiếp trước. Lão thái thái nhánh cả nói tại sao nhị tiểu thư nhà thôi ngự sử tại ở khúc thủy tư thương nhi. Đây cũng là chuyện nàng không ngờ tới. Lão thái thái nhánh cả nhìn lâm di, tiểu thư thổi ngự sử có nhắc tới khang quận vương. mươi 89, Nguy hiểm. Cha đến hồi nào vậy, sao nàng không hay biết gì cả. Lâm di đưa hộp bánh cho bạch thược, hành lễ với trần doãn viễn rồi cùng lão thái thái chi trường vào buồng trong. Lão thái thái chi trường ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ tử đàn, vừa lần Phật Châu trong tay vừa nhìn Lâm Di sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ tới nhà tổ ở một thời gian ta muốn thương lượng với tộc trưởng chuyện nhận con thừa tự Lâm Di ngồi xuống cạnh bà có phải bên phúc kiến có tin tức nên chúng ta phải lánh mặt không ạ à? lão thầy thay nhánh cả thở dài cái gì cũng không qua mặt được cháu cha cháu nói có quan viên ở phúc kiến tới ban đêm sẽ âm thầm đưa sang đây bảo ta chuẩn bị trước quan viên ở Phúc Kiến tới đây để gặp Chu Thập Cửu. Hương an thần lượn lờ trên đỉnh lư hương trong góc phòng, lão thái thai nhánh cả nhẹ xoa xoa đầu quái trưởng. Cha cháu nghe nói Phúc Kiến có tin khẩn, cụ thể là gì thì vẫn chưa rõ. Tin khẩn từ Phúc Kiến, chắc hẳn là liên quan tới chuyện thành quốc công động thù. Chu thập cửu tính toán nhiều như vậy mà vẫn chẳng thể không đụng gươm đao bắt giữ thành quốc công. Lão thái thai nhánh cả thở dài, ba đời nhà thành quốc công có công lớn, tay nắm binh quyền, lại là võ tướng giỏi thủy chiến hiếm có của đại chu chúng ta, quan to hiển quý trong kinh đa phần đều nịnh bợ hẳn. cha cháu chọn phe nào không chọn, lại chọn đối đầu với tảng đá cũng như vậy. Lầm gì dâng trà qua cũng không thể trách cha cháu. sau khi tới phúc kiến, cha cháu phải quyết định có nương nhờ vào thành quốc công hay không. không nương nhờ thì chính là tử địch. lão thái thay nhánh cả hơi nhướng mày triều đình không cho phép quan lại kết bè kết phái phàm là quan lục phẩm trở lên ai không có chỗ đứng chứ cho dù không phụ thuộc giới quyền quý thì cũng sẽ tự tạo cho mình một dòng chảy riêng khỏi cần nói đâu xa quan lại kết thông ra cũng chỉ với mục đích đó thôi giống như sớm muộn gì cũng phải trải qua một kiếp này kiếp trước cả nhà nàng không thể vượt qua chẳng rõ lần này có thể đổi được một kết quả tốt hơn không nữa phủ nhánh cả dẫu rộng nhưng không nuôi quá nhiều hạ nhân. Những năm qua lão thái thay nhánh cả chỉ giữ lại thể bộc, nô bộc hầu hạ trong nhà từ đời này tới đời khác chứ không mua từ bên ngoài, cho nên có một số chuyện muốn làm cũng dễ dàng hơn. Đến sập tối, Trần Doãn Viễn dẫn người tiến vào phủ nhánh cả Trần Gia theo cửa sau. Lầm gì muốn đi nghe thử cha mình và người kia nói gì, lão thái thay nhánh cả suy nghĩ trong chốc lát rồi cho bạch ma ma dẫn nàng ra sau tấm bình phong. Mặc dù Trần Doãn Viễn và người kia nói khá nhỏ, nhưng Lâm Di vẫn nghe được rõ ràng. Gần đây Phúc Ninh lại bị giặc qua xâm phạm, trước đó đã tổn thất nhiều tiền của để giải quyết thiên tai. Quan viên Phúc Kiến đóng quân ở khu vực nguy hiểm lại tan rã không đoàn kết. Kết quả chỉ trăm quân giặc qua mà công phá mất một tòa thành. Thủy quân Phúc Kiến không có thành quốc công liền như con cọp giấy, chẳng thể phát huy binh lực bảo vệ bờ cõi của Đại Trung để đối phó với giặc qua, triều đình phải chấn chỉnh tình hình ở Phúc Kiến trước. Muốn đánh lùi giặc thì bây giờ không thể loại trừ thành quốc công. Thế cục bây giờ rất rõ ràng rằng đất nước còn cần thành quốc công. Những người chống đối thành quốc công như Trần Doãn Viễn và Nghiêm Đại Nhân ngược lại chỉ có con đường chết. Triều đình có phải võ quan khác tới Phúc Kiến cũng chưa chắc có thể điều động thủy quân Phúc Ninh một cách hiệu quả. Bồi dưỡng thủy quân chẳng phải là chuyện một sớm một chiều có nghĩa là thành quốc công dùng thủy quân phúc ninh để uy hiếp triều đình phe trần doãn viễn tuyệt đối không có phần thắng lâm di trở ra thuật lại cho lão thái thay nhánh cả những gì mình vừa nghe được lão thái thay nhánh cả nói sao cháu không ở lại nghe cho hết rồi hắn trở ra lâm di khẽ lắc đầu cúi xuống đấm chân cho bà khang quận vương ở trong nhà chúng ta lâu như vậy chính là đợi người đến báo tin nói thế nào thì thanh quan ở phúc kiến vẫn tin cho cháu hơn người cùng cảnh ngộ đương nhiên sẽ tìm tới nhau trước mấy ngày tới nhất định phải tìm cách để lộ tin vị khách quý đang ngủ trong tây viên nhà họ ra ngoài thôi khang quận vương đang lợi dụng cha để lôi kéo quan hệ với các thanh quan ở phúc ninh lão thay thay nhánh cả gật đầu sao ta lại không biết chứ nhưng đến nước này chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào khang quận vương thôi đúng là chỉ dựa vào cha thì tuyệt đối không thể bình yên qua ải này bây giờ cha nên để khang quận vương ra mặt rồi bằng không các thanh quan ở phúc kiến sẽ thật sự không còn lòng dạ tiếp tục chống đối thành quốc công nữa bên phòng kia trần doãn viễn quả nhiên nghe thấy chân hướng thần hỏi trước đây khang quận vương dâng tấu lên triều đình kêu khổ hộ binh sĩ ở phúc kiến thật sao nghe hỏi tới chuyện này trần doãn viễn liền gật đầu không hề nghĩ ngợi là thật mấy năm qua phúc kiến chịu không ít khổ sở vì thành quốc công thủy quân vất vả Sổ bạc thường triều đình phát xuống hàng năm đến tay binh sĩ chỉ còn được một phần mười. Vậy mà họ còn phải cảm tạ thành quốc công đã niệm tình sau dâng tấu khang quận vương vẫn luôn âm thầm chờ tin. Mắt Trần hướng thần sáng lên, như lại thấy được hy vọng, Trần Huynh nói thật sao? Trần Doãn viễn gật đầu, không tin thì tôi có thể tiến cử Huynh với ngài ấy ngay bây giờ. Ở bên kia Trần Doãn viễn mưu đồ đại sự, bên này Lâm Di Thông thả hầu hạ lão thái thái nhánh cả đi nghỉ ngơi. Bạch Mama nhỏ giọng nói, "Lục tiểu thư cũng đi nghỉ đi, ở đây có nô tỳ là được rồi, Tây viện bên kia chắc phải mất cả đêm mới xong chuyện, Lục tiểu thư đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe." "Đúng là ngồi chờ không cũng chẳng ích gì." Lâm Di gật nhẹ, thuận tay bỏ hạt thông vừa bóc vỏ xong vào miệng, ra tới cửa mới phát giác ra mình vừa nuốt vỏ chứ không phải nhân hạt thông. Cho dù về phòng nàng cũng làm gì ngủ được hôm sau sáng tinh mơ linh lung đã tới nhà bếp nhờ luộc trứng gà để lăn mắt cho lâm di nhưng lâm di nào chờ được chỉ thoa lớp phấn mỏng dưới mắt rồi đi tới phòng lão thái thái nhánh cả nghe tin tức trần doãn viễn thức cả đêm nhưng lại trông có tinh thần hơn hôm qua nhiều sau khi bàn tính kỹ lưỡng sớm hôm nay châu hướng thần đã cắt tay đóng dấu lên chiếc khăn tay trần doãn viễn luôn cất dấu cẩn thận châu hướng thần là quan võ trở về nhất định tìm được cách giải quyết lão thay thay nhánh cả đã đoán trước được kết quả này, kể tiếp cậu định làm gì? Con, Trần Doãn viễn mấp máy đôi môi khô vì thức trắng đêm, triều đình muốn thành quốc công dẹp giặc qua, thành quốc công chắc chắn sẽ dùng mọi cách chiêu dụ những vị quan này, nhưng bây giờ quốc sự là trên hết. Con muốn dâng tấu rằng chỉ cần thành quốc công có thể đánh thắng giặc qua, con đồng ý mặc cho thành quốc công xử lý sau khi xong chuyện. Trước đó Trần Doãn Viễn từng hùng hồn tuyên bố sẵn sàng chết cùng thành quốc công, bị lão thai thai nhánh cả của trách một trận mới thôi, bây giờ lại nói ra những lời này. Nếu ông không thể trở về, tiêu thị và hai đứa con cần lão thai thai nhánh cả trông non. Lão thai thai nhánh cả chính là trưởng bối duy nhất trong lòng ông, không được trưởng bối nhận lời, cho dù kiên trì làm theo ý mình ông vẫn sẽ canh cánh trong lòng mãi. Lâm Di siết chặt khăn tay, tìm đập liên hồi vành mắt cay xe. Lão thai thai nhánh cả cũng bần thần, hồi lâu sau mới nói, lúc trước cậu hữu dũng vô mưu, giờ rốt cuộc cũng hiểu lý lẽ trong đó. Đại trượng phu chưa đến thời khắc cuối cùng thì tuyệt đối không được bỏ mạng, hy sinh vì đại nghĩa chính là kế sách tệ nhất. Trần Doãn viễn gật đầu, lão thái thái yên tâm, cho dù chỉ có một chút hy vọng sống con cũng sẽ không đầu hàng. Lùi một bước để thành quốc công cho rằng suy tính của mình đã thành công. Thành Quốc Công có thể đắc thắng trở về từ Phúc Ninh hay không thì cuối cùng phải xem mưu kế của phe Trần Doãn Viễn có thành hay không và chuyện này phải dựa vào khang quận vương. Trần Doãn Viễn vừa dứt lời liền có nha hoàn tới báo, khách ở Tây Viện tới à? Chu thập cửu mặc trường bào gam màu xanh lam thêu chỉ bạc, đai lưng khảm ngọc, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng từ tổn tiến vào mùi xuống ở đối diện Trần Doãn Viễn, chỉ cách lâm di mấy bước, khóe miệng giữ nụ cười nhàn nhạt. nhạt thần sắc thản nhiên và phong thái thong dong dường như mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay. Làm nhân vật để người khác dựa vào thì tất nhiên phải đủ trầm tĩnh, đủ quả cảm và bản lĩnh núi Thái Sơn sụp mà mặt vẫn không đổi sắc, bằng không sẽ không thể phục chúng. Đời có không ít người xuất thân cao, nhưng quả thật làm nên chuyện lại chẳng có bao nhiêu. Trần Doãn Viễn nhanh chóng thu hồi vẻ mềm yếu trước đó. Vết thương đã lành, tin tức cũng đã chờ được, Chu Thập Cửu tới hẳn là để cáo từ. Lâm Di chủ động đi tới hái ít lá bạc hà bên cửa sổ, lấy nước sôi pha một ấm trà bạc hà, dùng chén trà hình hoa mai bằng sứ thanh hoa đựng, lại dùng cành mai nghiền nát cánh hoa quế thả vào chén trà, khéo léo xếp thành hình nhành mai. Chuẩn bị xong nàng tự tay dâng lên cho Chu Thập Cửu, lão thái thái nhánh cả và Trần Doãn Viễn. Triều Đại Chu không thích uống trà vị ngọt, nhưng ai có thể từ chối công sức của một bông hoa yếu đuối chứ? Nhất là khi vừa bước vào liền thấy nàng đứng trong góc với vẻ mặt mệt mỏi ủ rũ, hệt như một chú hồ vừa bị nhổ nanh tước vuốt. Có lẽ nhờ uống trà thông cổ, chu thập cửu đặt chén trà xuống, thanh giọng nói, có thể ta sẽ cùng thành quốc công đi phúc kiến. Trên mặt lão thái thái nhánh cả lộ vẻ kỳ quái khó giấu, so với ở trong kinh, phúc kiến nguy hiểm hơn nhiều, nhất là khi ở đó đang có chiến tranh, đao kiếm vốn không có mắt, ngộ nhỡ có bất chắc, gì cũng không liên quan tới thành quốc công. Trong mắt Lâm Di cũng không nên nổi sự ngạc nhiên, trong ấn tượng của nàng, chỉ có tiểu tốt mới xông pha chiến đấu, tôn thất và trọng thần chỉ biết nấp đằng sau hưởng lợi, phía trước xảy ra sai sót cũng sẽ có kẻ chết thay. Kiếp trước chẳng phải khang quận vương để cho nàng gánh vác hết toàn bộ tội lỗi sao? Lâm Di vừa ngẩng đầu liền đối mặt với đôi mắt vừa đen vừa trong trèo của Chu Thập Cửu. Khách ở Tây Viên thu dọn vật dụng chuẩn bị rời phù. Lâm Di cùng nha hoàn mang lễ vật do lão thái thái nhánh cả sắp xếp tới tặng. Một hộp lễ vật thật lớn, xem hình thức thì được chuẩn bị vô cùng tỉ mi, khá giống hộp quà đựng lúc cầu xin chàng giúp đỡ khi trước. Nhìn nàng cam tâm tình nguyện cùi mình hành lễ, hoàn thành đầy đủ mọi cấp bậc lễ nghĩa theo đúng tiêu chuẩn, chàng nở một nụ cười cực nhạt. N cần như vậy chỉ vì muốn chàng cho một câu trả lời chắc chắn mà thôi. Chu thập cửu vẫn giữ vẻ mặt thong dong, giữa các đường nét như ngọc khắc không hề trộn lẫn bất kỳ cảm xúc nào khác. Trước khi ta từ phúc kiến trở lại, ta sẽ để lại người trong kinh trông chừng cha em. Lâm Di lại kính cẩn hành lễ với Chu thập cửu, trần gia xin cảm tạ ân đức của quận vương gia. Vẫn hệt như lúc ở trịnh gia, Miệng cảm ơn nhưng lại giữ khoảng cách với chàng. Lâm Di vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, quận vương gia yên tâm, phụ thân tôi vốn chính trực, sẽ không trở mặt với Cùng phe. Ý là bảo chàng đừng bỏ rơi Trần doãn Viễn. Chu Thập cửu ngồi xuống ghế, phất phất tay ra hiệu cho Trần Hán đứng cạnh đó tôi xuống. Ở đây là Trần gia, em muốn gì có thể nói thẳng. Lâm Di hơi mím môi, phụ thân tôi là người thẳng thắn, cần trước quận vương gia gặp nạn phụ thân tôi không lý giải được nỗi khổ tâm của quận vương gia nên trở về tiền suýt nữa đã trực tiếp tố cáo thành quốc công. Lần này quận vương gia đi Phúc Ninh, vì đại cục xin quận vương gia dặn dò phụ thân tôi kỳ lưỡng để tránh việc ông hấp tấp làm hỏng chuyện. Nói thế nào thì Chu Thập Cửu biết rõ chuyện trong chiều hơn ai hết, anh ta cứ ngậm miệng như bưng thế này, cha nàng chỉ có thể quay cuồng sốt vó chứ lấy gì bảo đảm tính mạng đây nàng giận vì ta không nói rõ kế hoạch cho cha nàng biết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương hương 90, bùng phát. Nếu đã xác định đứng cùng phe, có rất nhiều chuyện nên hỏi cho rõ ràng. Ta vốn định nói cho cha nàng biết, nhưng không ngờ tới hôm ấy lại bị ngã xuống sông. Chu thập cửu hơi nhướng mày, ánh mắt thăm thẳm không đáy, sau đó thì kẹt ánh mắt của người bên cạnh, không có cơ hội giải thích lão thái thái chi trưởng Trần Gia là người từng trải, Trần Doãn Viên muốn đứng ra tổ cáo thành quốc công chắc chắn sẽ bị bà ngăn cản, huống chi ông còn sinh được một cô con gái khéo léo thông minh thể này. Nói vậy tức là Chu Thập Cửu thật sự bị rơi xuống sông không phải giả vờ, Lâm Di dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi dò viên tùy tùng đứng sau lưng Chu Thập Cửu. Viên tùy tùng cao to ra dám nắng nọ quả nhiên tỏ ra tức giận. Xem ra là thật, trần lục tiểu thư luôn biết làm thế nào để thăm dò được tình hình thực tế chu thập cửu vờ như không phát hiện thấy ánh mắt của nàng tình thể thay đổi quá nhanh chẳng ai chắc chắn được rằng mình sẽ không phạm sai lầm lần này chỉ mới bị chàng bỏ mặc một thời gian ngắn mà cô nhóc đã không thể tự về nghĩ tới đây trong mắt chu thập cửu thiện lên ý cười rất nhạt lâm di nhún người hành lễ vậy xin chúc hành trình đến phúc kiến của quận vương gia được bình an thuận lợi xem sơ ra cân này cả thật còng không phải cời khách sáo trên chiều nhanh chóng xuất hiện vô số lời đề nghị tiêu diệt giặc hoa từ sơn đông đến phúc kiến rồi xuống duyên hải quảng đông giặc hoa thường xuất hiện đột ngột thời tiền triệu công tác kháng giặc khá hiệu quả nhưng về sau quốc lực suy yếu việc chống giặc hao tốn quá nhiều sức lẫn của đại chủ thành lập thủy quân ở phúc kiến và quảng đông vốn là để tiêu diệt giặc hoa một cách triệt đề Mấy năm gần đây quốc gia càng năng nổ rót binh lực vào khu vực này để chống giặc hoa và hải tặc cấu kết với nhau. Nghe nói Phúc Kiến lại bị giặc hoa quấy rối, các lão thần trong triều đều rơi nước mắt, mở miệng toàn nhắc tới thảm kịch khi đất nước bị giặc hoa xông vào cướp bóc đột phá thời tiền triều, sau đó lại quỳ xuống cầu xin Hoàng thượng đừng đi vào vết xe đổ. Nói về hải chiến, trong triều không có bao nhiêu nhân tài dùng được, cộng thêm sự an bài ngầm của thành quốc công, triều đình nhất thời không tìm được tướng giỏi nào đi chống qua. Trước cơn phẫn nộ của thiên tử, trên chiều bắt đầu có người chĩa mũi rùi về phía nghiêm đại nhân đang điều tra vấn nạn tham ô ở Phúc Kiến. Từ triều đình đến trong nhà, ai nghe nói tới giặc hoa cũng biến sắc. Trong nhà đám bà tử hù dọa tiểu nha hoàn đều nói giặc hoa chính là ác quỷ biển thành, cho nên đau thương chém cũng không hề hấn gì. Rất nhiều tiểu nha hoàn nghe xong, đêm xuống liền không dám đi ngủ, ngày hôm sau mặt mày đều phờ phạc tiểu nha hoàn trong phòng lâm di cũng vì vậy mà suýt đổ nước lên người lâm di bị linh lung quở trách một hồi lâu lâm di phất tay ra hiệu cho linh lung thôi đi bảo tiểu nha hoàn nếu sợ thì hãy chuyển ra ngoài gác đêm ít nhất được ở bên đèn sáng cả đêm tiểu nha hoàn vội vàng khấu đầu cảm ơn lâm di từ đó về sau mới có thể chuyên tâm hầu hạ trong phòng nàng tiểu nha hoàn này được lâm di đặt tên là hồ đào hồ đào tuy nhát gan nhưng khá lanh lợi. Cho nên khi biết lão thái thái dẫn nàng đi thăm nhà tổ trần thị, Lâm Di quyết định dẫn hồ đào theo. Nếu bàn về thứ tự trong tông tộc trần thị, phía Lâm Di thuộc về chi thứ ba. Tông trưởng do bá phụ của chi trưởng đảm nhiệm. Phần lớn người trong tộc Trần Thị không ra ngoài nhậm chức đều chuyển tới huyện Ba Hà ở Thông Châu. Về vị trí địa lý, Thông Châu là một quần cạnh nội thành của thủ đô Bắc Kinh. Lâm Di đi theo cha, luôn ở Phúc Ninh nên chưa từng đến nhà tổ bao giờ, nhưng cả Lâm Huyền hay Lâm Phương cũng cực ít khi đến đó. Lần này nhị lão thái thái đồng thị khăng khăng muốn lão thái thái nhánh cả cũng dẫn Lâm Huyền và Lâm Phương theo. Bởi vì muốn mời người trong tộc ra mặt bảo vệ Trần Doãn Viễn, nên lần này cả tiêu thị cũng đi cùng. Suốt chặng đường tiêu thị luôn thất thần, vì vậy lão thái thái nhánh cả để bà ngồi cùng mình. Lâm Di ngồi cùng xe với Lâm Nguyền và Lâm Phương. Trước khi lên đường, Lâm Di có nhận được thư của trịnh thất tiểu thư. Ở trên xe ngựa nàng mới rốt cuộc có thời gian mở ra xem. Biết được thì ra ca ca của trịnh thất tiểu thư cũng thi đậu cử nhân. Chỉ là thứ hạng không được cao lắm. Huệ Hòa quận chúa nhìn thấy Khang quận Vương Bình Yên trở về đã khóc lóc một trận. Cảm thán rằng có tổ tông chu gia phù hộ, bệnh cũng dần dần thuyên giảm. Cuối thư trịnh thất tiểu thư hỏi Lâm Di cách làm bánh xốp hạt thông. Lâm Di nghĩ tới số điểm tâm được đưa tới chỗ chu thập cửu mỗi ngày thì hơi giật mình. Nhưng ngẫm lại, trịnh thất tiểu thư cũng từng nếm qua bánh xốp hạt thông năng làm, hẳn chỉ là một sự trùng hợp. Lâm Uyển ngẫu nhiên nói vài câu với Lâm Di về trịnh thất tiểu thư, Lâm Phương không góp lời được, cho nên chuyển đề tài sang chuyện cưới hỏi giữa thôi nhị tiểu thư và Lâm Chính Thanh, đúng là mặt dày hết chỗ nói còn dám trường mặt ra thành thân, là ta thì đã lấy lụa trăng treo cổ từ sớm rồi. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Nguyền liền trở nên vô cùng khó coi, tử muội muội đừng nói bậy. Lâm Phương diễu cợt, ta có nói sai đâu, nàng ta liếc nhìn Lâm Di, hôm trước ta tới phủ Ninh Bình Hầu chơi, ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu còn nói lần này thôi ngự sử muốn cùng các ngự sử khác tố cáo tam thúc phụ đấy, rằng tam thúc phụ cũng giống gã nghiêm đại nhân ở phúc kiến kia bởi muốn trục lợi mà hãm hại Trung Lương. Thôi ra lần này lại bị ai giật dây đây? Chẳng lẽ là vì quan hệ thông gia với Lâm gia? Lâm Di âm thầm liếc nhìn Lâm Huyền, Lâm Huyền đang nghiêng đầu chăm chú lắng nghe Lâm Phương nói chuyện. Cuối cùng cũng đến Thông Châu, người trong tộc đã ra đón tiếp từ trước. Lâm Di chỉnh váy áo một chút rồi xuống xe hành lễ. Người tới đón bọn họ là một vị huynh trường đứng hàng thứ bảy trong tộc, bọn lâm di đều phải gọi là thất ca ngoài ra còn có hai vị bá mẫu của chi trường bá phụ chi trường bận việc nên không thể ra đón vì vậy mọi người cùng trở về nhà tổ gặp mặt trần thị khá nổi danh ở huyện tam hà chỉ cần bước vào huyện thì phần lớn dân trong huyện đều có quan hệ thân thích xa gần với nhau bọn lâm di cố lắm cũng không nhớ được hết đành ghi nhớ những người chủ yếu thôi huyện thành không phồn thịnh như kinh thành nhưng cảnh trí lại nên thơ Nữ quyến trong tộc trông cũng dễ gần, bọn Lâm Di nhanh chóng kết thân với các tỷ muội trong tộc, cùng cười đùa vui vẻ. Tính tình tỷ tỉ tỷ Lâm Sương của chi trưởng khá giống Trịnh Thất tiểu thư, nghe nói bọn Lâm Di tới liền cầm roi chạy ra gặp. Lúc mọi người nhìn thấy nàng, nàng còn mặc quần dài, tam thái thái chi trưởng Lý thị vội vàng bảo nha hoàn thay quần áo cho Lâm Sương. Lâm Sương cười nói, quan trọng gì đâu, đều là tỷ muội trong nhà cả con còn có thể hù dọa được các muội ấy sao? Nói rồi nàng đảo mắt một vòng qua Lâm Nguyền, Lâm Phương và Lâm Di, sau đó duỗi ngón tay ra, để ta đoán xem ai là người trưởng lão thái thái chi thứ ba muốn nhận làm cháu gái thừa tự nào, vừa dứt lời nàng chỉ ngay vào người Lâm Di, nhất định là vị muội muội này. Tam thái thái lý thị dùng khăn tay quất nhẹ vào tay Lâm Sương, đồ khi con, càng ngày càng không ra gì, sao lại chỉ trỏ lung tung như thế, không sợ các muội muội cười à. Lâm Sương vừa le lưỡi cười vừa đi ra ngoài, còn đi thay y phục khác là được chứ gì. Lâm Phương chào hỏi trưởng bối một cách bài bản, hỏi thăm vài chuyện về Lâm Sương xong tiền nhỏ giọng sầm si với Lâm Huyền và Lâm Di, nhìn nàng ta thô tục chưa kìa, thảo nào phải gả cho thôn phu quê mùa. Làm gì có chuyện con gái trần ra gả cho thôn phu quê mùa chứ? Hôn phu của Lâm Sương là một viên ngoại giàu có ở Thông Châu, viên ngoại kia sở hữu một mảnh rừng cây ăn trái xôm xuê rộng lớn, ngoài ra còn có trăm nghìn mẫu ruộng phỉ nhiêu, hoàn toàn là một tiểu địa chủ hàng thật giả thật. Mặc dù không phải gả cho danh môn vọng tộc, nhưng có thể tránh xa cảnh tranh đấu hụp hạc của thế gia mới có thể thoải mái, viên mãn. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.